Chiều ngày 27 tháng 9, lực lượng cứu hộ tại thôn Làng Nũ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai đã tìm thấy thêm một thi thể nạn nhân, nâng tổng số nạn nhân thiệt mạng do lũ quét tại Làng Nũ lên 58 người và hiện vẫn còn 9 người chưa được tìm thấy. Nạn nhân vừa tìm được chiều ngày 27 tháng 9 là chị Hoàng Thị Quyến, sinh năm 1990. Gia đình chị Quyến gồm 4 người, sống bằng nghề buôn bán tạp hóa nhỏ trong làng. Chồng chị, anh Hoàng Văn Tuân, sinh năm 1987, đã bị chôn vùi dưới đống đổ nát và được tìm thấy thi thể vào ngày 10 tháng 9. Con trai thứ hai của chị, cháu Hoàng Gia Bảo, sinh năm 2017, bị lũ cuốn trôi nhưng may mắn được cứu và được đưa đến bệnh viện điều trị. Con trai cả, cháu Hoàng Xuân Phúc, sinh năm 2009, may mắn thoát nạn, vì trước thời điểm xảy ra trận lũ đã được bố đưa xuống nhập học tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở và trung học phổ thông huyện Bảo Yên ở thị trấn Phố Ràng.